Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe thử một số những câu mà môn đọc và học cách chép chính tả. Thực ra là chép chính tả không phải là một cái bước nghe tuyệt đối tốt đâu, nhưng mà nó là một cái phần trong nội dung nghe giúp cho các bạn nắm được những cái phát triển về cái việc bắt từ khóa tốt hơn thôi. Còn nếu các bạn muốn biết cụ thể cách để mà mình làm một bài nghe như thế nào thì các bạn có thể tham khảo trong phần danh sách phát mà môn để ở trên màn hình về cách luyện nghe tiếng Anh nhé. Sẽ có các bước đầy đủ cho một bài nghe mà các bạn nên làm. Thế cả khi đi vào bài này thì Moon sẽ đọc một số câu để xem cái khả năng nghe của bạn tốt đến đâu nhé. Bắt đầu nha. I want to grab a coffee before work. Như vậy đáp án là thế này. Thế thì tại sao mà các bạn lại không nghe ra được nếu mà các bạn xem là chỗ nào các bạn sai nha. I want to grab a coffee before work. Nhưng cái từ grab có thể là một từ mới và nếu các bạn nghe không tinh tai và không cảm nhận được âm thì các bạn sẽ không biết từ này. Grab là nắm lấy, bắt lấy. Grab a coffee có nghĩa là tôi sẽ mua cà phê hoặc là tôi sẽ lấy cà phê trước khi mà tôi đi làm đó. Câu tiếp theo. He lights it when the sun shines on the water. Các bạn đã xong chưa? Comment ở trong phần chat nhé. Đáp án là He lights it when the sun shines on the water. Tiếng Anh ấy, thì họ đọc là water. Anh Mỹ thì sẽ là water. Các bạn nghe sẽ hơi khác một chút xíu. Khi mà Moon đọc là Moon đã nối âm rồi. He lights it. Tức là nối âm với cái it. Các bạn nghe sẽ thành lights it đúng không? Đúng không? Nó lights it. Và cái đoạn mà the sun shines on là nối âm shines on, okay, the sun shines on the water. Rất tốt, nếu các bạn có đáp án đúng là câu này các bạn rất là siêu đó. Mình đi tiếp nha. She's going out with her friends tonight. Comment ở bên dưới xem nào các bạn đúng được mấy từ. Và sau đây là đáp án, các bạn xem mình đúng được mấy từ nào. Câu này là she's going out with her friends tonight. Nghĩa là cô ấy sẽ ra ngoài với bạn vào tối nay. Thì trong này mình sẽ thấy rằng là muốn đọc có một đoạn nó có thể hơi khó mọi người, đó là with her. Có thể được đọc nhanh là with her. Tức là cái chữ H ở phần her, cái âm her đó các bạn có thể bỏ được là with her. Các bạn không phải đọc là with her nữa, with her. Đọc nhanh thành là with her friends tonight. Không phải là tonight nha, trọng âm ở night, tonight. Giống như kiểu today, trọng âm ở day. Chúc mừng các bạn có đáp án đúng. Cũng đừng quên comment cho Moon biết xem các bạn có đáp án đúng câu này không nha. Mình đi tiếp câu tiếp theo này. They're excited to travel abroad next year. Câu này, các bạn hãy cùng comment đáp án của các bạn ở bên dưới đi nào. Mình sẽ đọc chậm đáp án nhé. Và sau đây là đáp án. They're excited to travel abroad next year. Thế làm nào nó lại nhanh như vậy? Đầu tiên là cái phần they phải re, mình đọc là there. Tiếp theo mình có nối âm travel abroad, mình đọc là travel abroad, bởi vì nó có cái phần nối âm ở đây, travel abroad. Và next year, các bạn hãy nối âm ở phần này có âm t và âm year có thể nối âm được, là thành next year. Cho nên các bạn sẽ thấy nó có phần nối âm ở đây. Next year. Thành âm ch. Next year. Có nghĩa là họ rất là hào hứng về việc là sẽ đi du lịch nước ngoài vào năm tới, đúng không ạ? Câu tiếp theo này. They've got a new dog at home. Đáp án của câu này là they have, viết tắt là they've got a new dog at home. Nhưng khi nói nhanh thì sẽ có hiện tượng nối âm là got a, mình đọc là got a theo kiểu của Mỹ. They've got a. They've got a new dog at home. Nhưng các bạn nghe rất rõ những từ như là từ got, new dog và home. Đấy là những từ các bạn nghe rất là rõ. They've got a new dog at home. Đó. Chứ người ta sẽ không đọc cho mình là they've got a new dog at home. Cho nên là khi mà học về tiếng Anh ấy, để mà nghe tốt ấy, thì các bạn phải hiểu được cái quy tắc khi mà người ta nhấn những cái từ khóa như thế nào và
giảm âm với kỹ thuật nối âm ra làm sao. Cho nên là nếu như mà những bạn vẫn hiểu là học phát âm không giúp cho khả năng nghe ấy, thì các bạn sẽ thấy nó rất là rõ trong những cái bài mà mình phân tích này, nó giúp đỡ cho các bạn nghe rất là nhiều. Phát âm ấy thật sự là nó rất là có một cái hiệu quả vô cùng lớn đối với việc tăng cường khả năng nghe nếu các bạn học đúng cách. Còn nếu học phát âm mà chỉ học được đọc cái bảng phiên âm thôi thì như Moon nói, đó là một sự thất bại. Và nếu các bạn thích theo thêm những cái bài chép chính tả như thế này mỗi ngày và cùng với những phân tích của Moon thì đừng quên cho Moon cái like. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh của Moon SL thì cũng đừng quên subscribe kênh để xây dựng một cộng đồng học tiếng Anh thật là vững mạnh của Moon SL. Thank you and have a great day. Goodbye.